Lenovo Yoga Slim 7 đi anh. Ok bạn, đây chính là chiếc Lenovo Yoga Slim 7 mà ngay lập tức mình đã lấy máy về để trên tay cho anh em. Biết là cái chiếc laptop này nó có cái điểm gì nó hot tới mức vậy mà nhiều người hỏi thế nhỉ? Thì trong clip lần này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về chiếc Lenovo Yoga Slim 7 này để xem một chiếc laptop trang bị tiêu chuẩn Intel Evo với vỏ ngoài hoàn toàn kim loại như thế này thì nó sẽ có thể đáp ứng được tốt cho ông ta từ những công việc học tập cho tới làm việc hay không. Hãy cùng mình đi tìm hiểu chi tiết về chiếc máy này trong video này anh em nhé. À anh em đừng quên là tất cả những sản phẩm mà mình trên tay, laptop mình trên tay tại trên channel Laptop World đều có sẵn tại cửa hàng. Cho nên là nếu mà anh em nào có quan tâm ấy, thì hãy inbox ngay trực tiếp cho fanpage Laptop World để có thể chốt đơn nhanh chóng anh em nhé. Không nhanh tay lên kẻo hết hàng đấy tại vì số lượng không có nhiều đâu. Còn bây giờ thì hãy cùng mình ngay lập tức đi tìm hiểu chiếc Yoga Slim 7 này anh em nhé. Bắt đầu thế nào? Cái điểm đầu tiên mình muốn nói với anh em đấy chính là về cái chiếc laptop này, nó là một chiếc Ultrabook và nó không có quá nhiều điểm nổi bật. Nói thật là nó không có điểm nổi bật trên chiếc laptop này, nhưng mà tất cả những cái thứ gì nó làm được trên chiếc laptop này nó đều làm rất là tốt đó. Thế nó mới hay anh em ạ. Thiết kế chẳng có gì nổi bật đúng không nào, vẫn là một cái thiết kế nó rất là cơ bản, nó rất là đơn giản của những cái dòng Lenovo Yoga thôi, nhưng mà cái vỏ của nó lại là bằng kim loại, hoàn toàn bằng hợp kim nhôm, rất là cứng cáp và nó gần như là không bám mồ hôi và vân tay ở trên bề mặt này đó, làm rất tốt đúng không nào anh em. Đấy là với thiết kế nhá. Tiếp theo vào đến phía bên trong này sẽ là chiếc màn hình. Màn hình của một chiếc laptop văn phòng thì biết làm sao để cho nó nổi bật bây giờ đúng không nào anh em, chẳng nhẽ lại cho cái tần số quét nó cao ngút lên để làm gì đúng nào, thì không, không hãng nào làm như thế cả, mà họ sẽ làm một chiếc màn hình bình thường thôi, nhưng mà những cái bình thường đấy họ phải làm rất là tốt. Và với cái độ bao phủ màu của chiếc màn hình này khiến cho mình rất là chú ý, mình rất là thích khi mà nó được trang bị độ bao phủ màu lên tới 100% sRGB. Kích thước màn hình là 14 inch và độ phân giải là Full HD cũng khá là sắc nét. Và cái độ sáng của nó nếu mình nhớ không nhầm thì nó sẽ vào khoảng độ 300, hơn 300 nit thì phải, trên một chiếc màn hình gương như thế này. Đó, thì cái điểm mà mình thấy họ làm rất tốt đấy chính là họ cho chúng ta một chiếc màn hình với độ bao phủ màu thật sự rất là tối ưu để mà anh em có thể giải trí này, anh em có thể làm việc này, chỉnh sửa hình ảnh này, đấy liên quan tới đồ họa. Nhưng anh em nào photographer, anh em có máy ảnh hạn, anh em thường xuyên vác máy đi chụp mẫu hay là chụp đường phố các thứ này, xong rồi về anh em làm màu trên chiếc màn hình nó tuyệt vời như thế này thì có phải là sướng không? Đó. Mình không cần cái gì nó quá là cao siêu, mình chỉ cần những thứ họ làm cơ bản thôi. Nhưng mà những cái thứ cơ bản đấy phải làm rất là tốt thì nó mới đáng tiền anh em ạ. Đó là với cái chiếc màn hình mình rất là yêu thích. Sát bên viền màn hình thì họ làm rất là mỏng này, viền màn hình rất mỏng nhá. Bên trên chúng ta sẽ có webcam, micro thoại, sẽ có cả cảm biến IR, camera IR để có thể nhận diện khuôn mặt, bảo mật khuôn mặt luôn. Và sẽ có thêm, nếu mà mình nhớ không nhầm ấy, thì nó sẽ có một cái cảm biến, tức là khi mà chiếc máy này nó tắt màn hình, nó chờ lâu, nó ở chế độ chờ và nó tắt màn hình, thì khi mà chúng ta có di chuyển qua hay là chúng ta ngồi vào vị trí làm việc thì màn hình nó sẽ tự động nó sáng lên và nó quét khuôn mặt chúng ta, tự đăng nhập vào máy luôn. Đây là một cái điểm mà mình thấy khá là lạ ở trên những chiếc laptop Lenovo Yoga. Trên cái chiếc Yoga Duet 7 hôm trước chúng ta trên tay nó cũng có một cái công nghệ tương tự như thế. Khá là hay anh em ạ. Và bản lề của chiếc máy này là một chiếc bản lề khá là cứng cáp. Đây. Đấy, chúng ta có thể dễ dàng mở máy lên bằng một tay anh em nhé. Và cái góc mở của nó này. Cái góc mở của nó lên đến 180 độ như thế này thì anh em có thể dễ dàng chia sẻ nội dung với những người xung quanh khi mà anh em họp, anh em học nhóm. Đấy, chúng ta lật chiếc màn hình ra, chúng ta show cho tất cả mọi người những thứ tưởng chừng như rất là đơn giản thôi, trông nhìn qua thì không có gì nổi bật cả, nhưng mà họ lại làm rất là tốt. Và mình rất là thích cái cảm giác mở bản lề của chiếc máy này lên. Đấy, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là nhẹ nhàng. Ở phía cạnh trên của chiếc máy này nó sẽ có một cái điểm G lên như thế này. Đây là cái điểm nổi bật hiếm có ở trên cái laptop này mà mình nhìn thấy được. Chúng ta sẽ có một cái điểm nó nhô lên như thế này, thì đặt vào đây là webcam, micro thoại cũng như là hàng loạt cảm biến, và sẽ là kiêm luôn một cái lẫy để chúng ta có thể dễ dàng tạo một cái điểm tì khi mà chúng ta mở màn hình chiếc máy này lên. Đó, rất là hay đúng không anh em. Đây là cái điểm nổi bật rất là hiếm có trên chiếc laptop này. Xuống phía bên dưới thì chúng ta sẽ có bàn phím và sẽ có cả đèn nền luôn, chắc chắn rồi họ sẽ cho chúng ta cả đèn nền bàn phím để có thể sử dụng trong môi trường tiểu sáng. Một chiếc Ultrabook và đặc biệt là tiêu chuẩn Intel Evo thì sẽ không thể thiếu những thứ này được. Với cái chiếc bàn phím này nhá, hành trình phím rất là sâu. Theo mình thấy thì trên những cái chiếc laptop văn phòng thì hành trình phím của con này nó cũng sâu hơn một chút đấy. Nó sẽ cho mình một cái cảm giác bấm nó sướng và cái
cái phím của chiếc laptop này nó hơi võng một chút, nó ôm vào cái đầu ngón tay của chúng ta gõ nó rất là sướng em ạ, chứ nó không bị phẳng lì đi, xong rồi nó cấn cứng cứng, nào bấm nó rất là khó chịu. Thì với chiếc Yoga Slim 7 này, nó sẽ cho mình một cái cảm giác bấm nó khá là sướng anh em nhé, khá là sướng. Và đặc biệt là mình rất là thích cái đèn nền bàn phím. Và ở phía hai bên cạnh của chiếc bàn phím này sẽ là hai giải loa. Và loa của chiếc máy này là nói là một cái hệ thống loa khá là ngon nghe. Và chúng ta còn được có sẵn phần mềm Dolby Atmos ở đây để có thể cho chúng ta trải nghiệm âm nhạc nó được sướng hơn, được đã hơn. Một cái phần mềm vài trăm nghìn ấy, không phải rẻ đâu anh em ạ. Và được trang bị sẵn ở trên chiếc máy này rồi. Rất là xịn sò đúng không nào? Một cái thiết kế nó rất là đơn giản, nó rất là cơ bản basic mà thôi, nhưng mà nó lại cho mình một cảm giác làm sao mà mình thích như vậy. Lạ thật. Màn hình nó đang ngửa lên trời như thế này thì nó nhận diện là không có người ngồi trước thì nó sẽ tối đi. Cái mình giơ ra mặt mình như thế này, nó sẽ tự động nó sáng bừng lên. Rất là ảo anh em ạ, rất là hay. Những cái thứ này nó làm rất là tốt, phải nói là nó tạo cho mình một cái cảm giác sử dụng một cái thiết bị công nghệ thực sự, chứ không phải là một cái thiết bị công nghệ bên ngoài. Đó. Và phím nguồn của máy nó được đặt sang phía bên cạnh như thế này. Mặc dù đây không phải là một chiếc laptop xoay gập 360 độ, nhưng mà phím nguồn lại được đặt sang bên này. Nó hơi lạ một chút so với cả những chiếc laptop bình thường thôi. Còn cái cảm giác của mình sử dụng thì mình thấy là nó cũng rất là ổn, không có gì lạ lẫm cả. Vẫn rất là ổn anh em nhé. Bấm vào đây nút bấm to. Bên cạnh cái phần nút nguồn thì chúng ta sẽ có thêm những cổng kết nối này. Và bên này chúng ta sẽ có là hai cổng USB Type A và một khe cắm thẻ micro SD. Thì với cái cổng USB Type A này, một cổng chúng ta sẽ có là share nguồn điện sang thiết bị khác nữa. Đó, chúng ta có thể cắm sạc điện thoại, chúng ta có thể cắm sạc máy tính bảng qua cái cổng này. Và chắc chắn sẽ là sạc nhanh. Quá là hay ho đúng không nào, họ làm rất là tốt từ cái cổng kết nối luôn. Sang đến bên cạnh này chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-C là Thunderbolt 4 anh em nhé. Trên Intel Gen 11 và chuẩn Intel Evo thì chúng ta đã có Thunderbolt 4 này. Để có thể tận dụng được cái cổng này rất là nhiều thứ. Như là cắm eGPU, như là anh em xuất hình ảnh ra ngoài, như là cắm sạc cái chiếc laptop này, hay là vân vân, rất là nhiều thứ có thể áp dụng sử dụng qua cái cổng này. Và tiếp theo là một cổng HDMI full size để xuất hình ảnh ra máy chiếu hoặc là màn hình rời, và một jack audio 3.5. hệ thống cổng kết nối của chiếc máy này phải nói là rất là đầy đủ rồi, không có thiếu cái gì cả, rất là đủ cho chúng ta để có thể sử dụng vào học tập hay là làm việc. À đấy, còn với cái phần touchpad nữa, tí nữa thì quên mất, một cái chiếc touchpad kích thước cũng cơ bản bình thường thôi. Trên một chiếc laptop 14 inch thì mình thấy kích thước như này cũng là đủ dùng, không phải quá bé cũng không phải quá là to. Nhưng mà những gì mà em nó làm lại rất là ok. Touchpad được phủ một lớp kính tracking rất là mượt, lướt rất là êm và không hề bị zip một chút nào cả. Đấy anh em thấy không? Những gì mình nói có đúng chưa? Một chiếc laptop trông nó rất là bình thường đúng không? Nhưng mà những cái trải nghiệm ở bên trong của nó lại cho chúng ta một cái trải nghiệm nó tối ưu nhất có thể. Nó đã tối ưu nhất có thể cho chúng ta rồi đấy. Anh em cảm thấy như thế nào về chiếc laptop này? Hãy cùng tới với cấu hình để xem là mức cấu hình của em này có thực sự là ngon hay không anh em nhé. Một chiếc laptop văn phòng nhưng mà chúng ta vẫn phải đi qua một chút về cấu hình. Tại vì là bây giờ đây thì laptop văn phòng thì laptop văn phòng, nhưng mà cấu hình của nó thì có thể làm được rất là nhiều việc rồi, chứ không phải chỉ là vào học hay là vào làm việc cơ bản đâu. Chúng ta với cái phiên bản trên tay của mình hôm nay là cái phiên bản mà khoảng hơn 24 triệu, hơn 24 triệu, chúng ta đã có là Intel Core 7 Gen 11. Và chúng ta sẽ có ở đây, đấy chính là Intel Core i7-1165G7 anh em nhé. Với xung nhịp sẽ là 2.8GHz và 4x8 luồng. Một số anh em cứ so sánh rằng là đấy, i7-1165G7 so với cả AMD thì rõ ràng là Ryzen 7-4700U nó sẽ cho chúng ta một cái mức giá nó tối ưu hơn, nó sẽ rẻ hơn mà điểm đa nhân của nó lại còn cao hơn nữa. Điểm đơn nhân thì thấp hơn có một tí thôi. Đấy là một số lập luận của một số anh em. Nhưng mà anh em có để ý rằng là với cái chiếc laptop này, nếu mà trên một combo cấu hình AMD thì rất có thể anh em sẽ chỉ có một cái chiếc màn hình độ bộc phủ màu trung bình mà thôi, không được đẹp cho lắm. Chúng ta sẽ có chuẩn C ở đây, sẽ là một cái chuẩn hết sức bình thường mà thôi. USB Type-C đi kèm Thunderbolt 3 hoặc là gì đó mà không được trang bị được Thunderbolt 4. Hoặc là họ sẽ cố gắng họ cắt giảm đi khá là nhiều thứ khác nữa để cho chúng ta một cái mức giá thành nó hợp lý, chứ không phải chỉ là so sánh giữa cấu hình anh em ạ. Đấy là cái lý do vì sao mà mình thấy lựa chọn Intel nó vẫn rất là đáng tiền. Thật ra mình vẫn rất là mê AMD anh em nhé, vẫn rất là mê. Khi mà chúng ta không có quá là nhiều mức tài chính dư giả thì chúng ta lựa chọn nó sẽ cho chúng ta một cái mức cấu hình là tối ưu để có thể sử dụng học tập và làm việc giải trí.
Nhưng mà khi mà chúng ta đã có một cái mức tài chính mà chúng ta muốn lựa chọn một sản phẩm nó thực sự là tốt, nó đáp ứng cho chúng ta thực sự là nhiều thứ, thì Intel mình thấy nó vẫn là một cái sự lựa chọn nó khá là hợp lý đấy anh em ạ. Với CPU là i7 Gen 11 này, tiếp theo thì chúng ta sẽ có RAM của máy, là một cái điểm mà khá là đáng tiếc khi mà chúng ta chỉ được trang bị RAM là 8GB, với bus RAM sẽ là 3200 và đủ channel mà thôi, RAM hàn chép anh em nhé, onboard và sẽ không thể nâng cấp. Đây là một cái điểm mình thấy khá là đáng tiếc, và hiện tại thì hình như ở thị trường Việt Nam khá là ít, khá là hiếm cái phiên bản RAM 16GB, và không biết là có hay không, thì mình nghĩ là mình sẽ tìm lại và mình sẽ để lại phía bên dưới phần bình luận để nhắc anh em nhé. Ổ cứng của máy thì chúng ta sẽ được trang bị là SSD 512GB, cũng ổn áp rồi, PCIe Gen 3. Và Wi-Fi của máy, tất nhiên Evo, Intel Evo là phải có Wi-Fi 6 rồi đúng không nào anh em? Đấy, những cái thứ đáng tiền là đây chứ đâu, đúng nào? Các đồ họa tích hợp là Intel Iris Xe Graphics trên con i7 Gen 11 này thì mình thấy nó rất là mạnh mẽ. Và với cái em Iris Xe Graphics này là các đồ họa tích hợp mạnh nhất trên laptop tại thời điểm hiện tại rồi, cho nên là không có gì phải bàn tán quá là nhiều nữa. Và với cái chiếc máy này thì ở phía bên dưới chúng ta sẽ có tới hai quạt tản nhiệt ở hai bên anh em ạ. Hai quạt tản nhiệt. Trên một chiếc laptop không có quạt đồ họa rời, mà chúng ta đã có tới hai quạt tản nhiệt, khá là ảo đúng không nào? Và khi mà anh em làm những công việc nặng nhá, anh em hãy vào trong cái My Yoga Slim 7 này, anh em bật cái chế độ này lên, bật cái Intelligent Cooling này lên. Đấy, nó sẽ quay, nó sẽ tùy chỉnh công suất quạt làm mát làm sao để mà tối ưu cái nhiệt độ cho chúng ta sử dụng nó được tốt hơn. Một chiếc laptop văn phòng bây giờ đây họ cũng quan tâm tới tản nhiệt khá là nhiều đấy anh em ạ. Mình rất là thích điều này, mình rất thích điều này. Ví dụ như là khi mà anh em render video ấy, anh em mới hiểu cái cảm giác mà chiếc máy của nó gồng mình, nó không có quạt tản nhiệt mạnh mẽ, nó không có hệ thống tối ưu, nó rất là nóng anh em ạ. Nhưng mà với chiếc laptop này thì anh em đã hoàn toàn yên tâm để có thể sử dụng. Ví dụ anh em muốn render một vài những video clip 4K, hay là anh em chỉnh sửa hình ảnh add nhiều layer quá khiến cho máy nó phải xử lý nhiều, thì với cái hệ thống này, với cái bộ quạt tản nhiệt, hệ thống tản nhiệt của em máy này, nó sẽ xử lý được tất cả mọi thứ cho chúng ta. Một chiếc laptop nó rất là ok như thế rồi, thì còn một cái điểm gì mà chúng ta thường xuyên quan tâm nhất trên laptop nhỉ? Đấy chính là về pin. Viên pin ở trên một chiếc laptop tiêu chuẩn Intel Evo thì mình rất là tự tin để nói với anh em rằng là chúng ta yên tâm đi. Chúng ta hãy yên tâm đi, bởi vì viên pin 4 cell 60Wh sẽ cho phép chúng ta on screen liên tục vào khoảng 6 tiếng rưỡi cho đến sắp xỉ 7 tiếng đồng hồ. Anh em có thể để mức độ sáng thấp hơn và ở chế độ tiết kiệm pin thì anh em có thể sử dụng rất là vô tư trong khoảng một ngày làm việc anh em nhá. Hoặc không thì anh em cũng có thể cầm theo cái củ sạc công suất 65W để có thể mang theo bên mình, để có thể cắm sạc vào sau mỗi giờ nghỉ trưa để tiếp tục sau buổi chiều làm việc anh em nhá. Rất là ổn áp đúng không nào anh em, một viên pin 4 cell và 60Wh rất là uy tín. Thật sự cái tiêu chuẩn Intel Evo này rất là uy tín, và cả Lenovo nữa. Họ đã cho chúng ta những cái sự lựa chọn, một cái sự lựa chọn mà mình phải nói, mình phải thấy rằng là lúc đầu mình cầm trên tay thì mình thấy rằng là laptop này thì có gì để mà trên tay nhỉ. Nhưng mà khi mà mình sử dụng vào rồi, mình cầm vào nó rồi, thì mình mới thấy rằng là thật sự họ đã làm rất là tốt những cái thứ đơn giản để mà bây giờ đây họ cho chúng ta một cái sản phẩm nó tuyệt vời như thế này. Và nếu mà có anh em nào quan tâm đến chiếc laptop này thì hãy chat trực tiếp với fanpage Laptop Vua anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.